Bỏ mặn ra đâu? Sai gì là mặc sai gì là mà mua ít xìm mò đi. Thử về mặt coi thử thôi. Trời đất ơi, bà đi vậy bà không có mỏi ta ơi. Biết thắng nữa. Bà lắc cũng hay ghê. Bà thơ bà sang lên cũng hay ghê. Nay nó đang áo lạnh nhiều chứ sợ à, có cái áo kia như sách nách mua trong ngoại được. Nó ngồi trong nhà. Cái áo nó nhẹ lắm đó. Chỗ cái này hôm bữa bà Thao tìm phải không? Nè bà Thao, có mua thêm không? Không ngoại hả? Không, này con gái mà. 30 đồng. Em lò lắm. Lạnh quá ha, vô đây lạnh quá. Em lò. Thì là size lớn hết rồi. Lộn mà. Bà theo bà mặc mấy cái đầm này vừa không? Ý nó size small màu đen thôi, tôi chưa có màu đen. Không có. Cái này size lớn không mà. Đâu? Trời mừng quá vậy. Ôi đẹp quá ha. Ừ để tôi lấy cái màu đen. Tại vì tôi cũng có màu đen. Có tôi màu trắng mà. Không biết tôi không mà tôi đâu có mặc nhiều lắm. Áo đẹp quá à. Chắc tôi lấy xay lạc quá rồi thử coi. Được, đẹp á. Đẹp. Nó dơ nè. Đúng rồi, đẹp quá trời luôn. Trắng đó, nó dơ quá trời. Mà lượt rồi lượm tôi xay lát đi. Lát đây nè. Sao bự vậy? Chắc xay mi quá à. Ô dài quá à, không phải đâu, đâu phải kiểu của bà đâu. Bà này. Đây nè. Đây nè. Mặc thử thôi. Chật rồi, XL. Đây nè. Nè. Không, có khi lạnh chứ. Đi chơi á bà Linh.
bữa nào mình đi chơi á mình có mình mặc. Đúng rồi. Thôi mua cho chị Khanh cái đại cái rồi đi. S luôn nè. Rồi. Nè, lấy cái này cho chị Khanh luôn đi. Ừ. S M ta. S. Thì size đâu có S nó. Nè. Chết mồ. S nè. S nè, lấy này đi. Bỏ đó lại. Tháo cái nón là được. Tháo rồi mới lấy chứ mà cái lông nó còn. Tháo thử coi. Có tháo được không ta? Hình như là không. À có dây kéo hả? À có dây kéo nè. Kìa, tháo là được rồi kìa, chờ thôi được rồi, biết rồi. Được không? Đẹp, áo đẹp á. Thôi mặc luôn nha, mặc luôn, lần nào tới nơi chặt chặt thì thấy đây là lạnh quá. Bà quên cái bà đi ra luôn. Không kiểu này đẹp nữa. Màu đỏ nè. Mua thêm cái màu đỏ đi. Ừ thôi đi, tôi thấy bà nhiều quá à, mà áo nào cũng bự hết. Áo màu lính đó hả? Dám hô nó chưa có màu xám đó luôn á. Không, áo này dài của ông gái. Coi bên trong cho. Ờ. Dài, còn cái của mình là ngắn nè. Tại vì nó thân. Nó thân vải mà nó dài. À. Màu trắng của con gái mà. Cũng cho luôn hả? Coi đằng kia kìa. Cởi ra. Cái áo này đẹp quá ha. Tôi mặc cái này tôi đi vòng vòng chắc người ta dòm tôi. Chị coi cái màu áo. Mấy cái áo này nè, nó bự, nó để nó chật chỗ. Ừ. Sao? Mua gì? Nè áo sách nách nè. Nhẹ lắm á Linh. Thì nhẹ mà, bãi này phải nhẹ. Cái này ông ngoại mặc với xong nó nhẹ mà ông ngoại nằm cũng được. Đúng rồi. Xì mo mà bay không mà. Có xì mo. Thử dơ lên coi. Bự lắm. Cỡ ông Quang 14 đồng hả? Hay là 24? Có. Quang là ML. Có 15 đồng cái. Ờ, rẻ ha. Không có size luôn mà. Đi xuống dưới coi, có nhiều đồ đàn ông lắm á. Nó nè, nó dày quá. À. Nói vậy chứ nếu mà mùa đông lạnh á là phải cần áo dài. Thôi đi. Nè. Mua đồ đi. Đi. Đi trước rồi bà Linh. Đi trước nè. Đi trước rồi bà Linh. Bà đi sau lưng tôi không à, bà quay lén không à. Quay lén coi bà đi làm sao. Có đề phòng bà được. Bà đi làm trước, bà quay, tôi còn thấy bà quay tôi.
Vậy tôi mới cố ý đi làm sao? Tôi đi làm sao để tôi coi cái bà làm cái gì. Ai ngờ bà cũng có nhiều cái bà làm lắm. Kìa mua thịt kìa. Thịt gì? Không, thịt bò má không ăn. Bà không ăn nữa hả? Mua nho cho ba. Mua nho xanh hay là nho... Kiwi kìa, kiwi vàng rồi một thùng có 7 không á. Không phải một hộp. Ui. Hết hồn. Quýt kìa, thơm kìa. Thôi. Bánh sạc rốt. Đâu phải là bên kia. Kia. Có mua sườn heo không? Có. Bạo lực gì đó là chịu chưa? Chịu. Trời, con gái mà lau nhà. Con người Việt Nam làm. Sườn heo bên kia. Đâu? Sườn heo đâu? Cá hồi nè bà hả? Ồ, cái này thịt không đó nha. Ừ, cái này mua cho ba. Nào, 80 đồng thì cũng được. Tại thịt không mà. Hả? Ừ. Mua nào? Lựa cho tôi đi. Bà lựa cho ngoại phải 80 đâu, nhiều lắm nha. 100 á. Rồi. Nè cá nè. Mua cá cho ông ngoại ăn, ngoại cũng khoái bà ngoại á. Bà ngoại bà nhớ bà ngoại kêu mình hay kêu mình mua cái cá gì đen đen không? Cá. Đúng không? Cá này nè. Cá gì đó, cá xe reo. Ờ cha. Bà lựa cái nào mà nó không có da, cái loại không có da bạn sống. Cái này chiên gì? Lên được nè. Cái gì á? Cái này cà rô. Trời ơi. Nhiều quá không ta? Thì mai mốt khỏi đi. Trời lạnh. Lạnh quá. Này hả? Ủa? Xuân non đâu? Non. Này nè, nó cưa ra rồi á. Mình lấy 1 cục. Mỗi 2 cục lận. Mỗi bao về 2 cục. Về mình chưa ra. Không thôi khỏi mua. Chỗ này luộc cái thịt ba chỉ nè. Luộc lên. Ăn cái gì? Cuốn bánh tráng. Mua trứng không? Mua. Lạnh quá đi thôi. Mấy tủ lạnh á, lấy nước đó nè.
Cái gì đó. Biết trái gì không? Trái cherry. Đông lạnh. Đông lạnh. Ngon lắm á. Đòi mua cái này về để dành xay nước uống cho nó giảm trí nhớ. Trời. Nó không có bị giảm mất nhớ. Nghe ngoại nói vậy mới ngoại ai nghe ai kêu nữa. Ngoại kêu đi Costco mua cho ngoại cái này vậy thôi à. Vậy là biết. Bà phải mua một bịch để bà uống á. Thì đó, có giờ để uống coi sao rồi có thích gì. Mò rồi, dạo này bà nhớ kỹ, bà uống này xong bà nhớ. Rồi ai thiếu nợ bà nhớ hết. Nhưng mà tôi thiếu nợ ai cũng nhớ. Trời ơi, cái trái này kỳ vậy. Trái này đặc biệt cái vậy. Trời lạnh mua kem về ăn đi. Thôi. Trời ơi, bánh chiên khét ngon. Xong rồi đúng không? Xong rồi. Wow, xong rồi. Một cái này là một cái này, một cái này. Đó, khiên luôn cái đó đó. À, một cái này á. À. Bỏ như xà lách ăn cho bà chát mà. Ủa bữa tôi thấy nhà bà mới mua mà. Có. Tôi thấy có. Tôi thấy nó nằm ở góc nào nè. Có không? Không hết rồi. Hết rồi hả? Đi. Bữa tôi thấy mà tôi lục lục tôi thấy ở đâu á. Ở đâu trời, tôi mua là tôi để vô trong thùng tắm mà, tôi có để chỗ khác đâu, lục đi. Đi ra đứng tiền đâu. Trời ơi, nó nặng. Có đèn nè. Cởi áo ra chị hai. Tính tiền ngộn cởi áo là luôn quánh. Làm trứng nha các bạn, tấm cởi đó là đàng hoàng nha các bạn. Làm trứng ăn. Tăng 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 tăng. 369 đồng luôn. Để dành đi du lịch á các bạn. Ơi Suku, cái gì vậy? Dạ con. Đưa giấy đây. Ôi. Kia. Đâu? Ngã phải. Dạ không? Các bạn thấy tám giỏi không? Bên phải hả? Bên phải. Tám giỏi không các bạn? Chút nữa là tám về nè. Dù, các bạn. Chút nữa tám về tám làm cái nè, để nấu ăn nè. Nhưng mà tám không có quay cho các bạn xem đâu. Giấu nghề quá. Không có tám
cái đầu bắt trước tách nó muốn ăn. Xa xỉ, xa xỉ. Bao gì vậy? Ở đâu vậy? Ở trong xe tôi. Nhưng mà ở đâu có nhiều vậy? Xong, lên xe. Lên xe mới nhớ cái này nè các bạn. Nghe nói là ở Southcott Plaza, bây giờ mà ai mà đi shopping mua đồ đó ha, phải đi về nhà nha. Nếu mà mình đi, mình giống như mình giờ tôi và đi Southcott xong không? Đi ra mà đi chợ hay đi đâu á là nó đập xe nó lấy á, nó đập kiến xe nó lấy á. Tại sao có nhiều người người ta mua đồ xịn á như thế này á. Xong rồi thì đó, ai mà hay đi Southcott Plaza mua đồ hiệu này kia thì phải nhớ nha. Nhớ một điều á là mua xong là đi về nhà, đem về nhà cất. Đừng có đi đâu tới ghé một cái nơi nào đó. Tại vì nếu mà mình ghé một cái nơi đâu đó mình ăn uống hoặc là mình làm gì đó thì dĩ nhiên mình đâu có thể là mình đem những cái đồ mà mình mua mình đi theo được. Mình phải để trong xe thôi. Là nó biết, nó đặt là nó biết. Tại vì nó sẽ theo dõi, nó biết mình mua đồ trong đó. Mình về nhà thì không sao mà. Đó như là hên xui. Nếu mà người nào mà đi mà gặp nhầm cái mấy cái người mà ăn gì ăn cướp, ăn cắp gì đó. Mà nó theo mình, mà ví dụ nó xui á thì mình đi về nhà thì nó xui, mà mình không đi về nhà là nó hên mình xui. Cho nên sẵn đây tấm dặn luôn nha, ai mà có gần đây mà đi sao có sẽ nhớ đó. Nguy hiểm ha bà nha. Cái gì bà nhớ đó? Ui gì thì bà đi bà nhớ mang về nhà. Tôi đâu có mua gì trong đó nhiều đâu. Ừ đúng rồi, mình cũng phải nhớ nữa chứ, lúc trước mình đâu để ý đâu, phải không? Mình nghĩ là mình để trong cốp xe mà mình đi ăn tùm lum. Mình nghĩ là mình để trong cốp xe thì không ấy, nhưng mà nó biết chắc chắn thì nó sẽ đập kiến, thay vì đập kiến thì nó mở cái nó mà đập kiến nó mở cốp xe lấy luôn. Không. Ủa bà Thơ, hôm qua bà đi ăn tiệc á, sao bà không YouTube, bà không qua YouTube mà bà live stream Facebook là làm sao? Đúng rồi các bạn, có một cái clip tấm quay có chút xíu à, từ nhà Tám đi tới cái chỗ hát từ thiện, chương trình ca nhạc á, từ thiện á, An với Hiếu tới đón Tám đi ở nhà, tấm quay xong cái tấm tới đó rồi tới cái Tám không quay luôn, cái Tám mới live stream trên Facebook luôn. Coi như là cái clip đó coi như bỏ, nhưng mà sẵn đây Tám cho các bạn coi chút xíu, coi bà quay cái gì chẳng. Coi cái chút xíu à, mời các bạn xem cái khúc đó nha. Chào các bạn, An tới kìa, tính chào các bạn rồi An nó tới là vừa. Hôm nay Tám đi hát cho chương trình từ thiện của chỗ ông Đức Tiến á, rồi Tám mới kêu An đi chung đó kìa, xe tới kìa. Xe đây An chào các bạn đi. An chào các bạn, hello. Đi với ai vậy? Kìa. Ủa không, ý là biết rồi nhưng mà đi với ai nữa? Hết rồi, hai đứa hả? Ok, chào cái đi, lên xe đi. Chào. Trời ơi đại quá à. Lên xe ở sau tới thui vậy chị ơi. Ừ ok, trước này mới sáng mà, muốn lên trước thôi được rồi, không sao, ngồi trước ngồi sau cũng sáng như thường vậy hả? Ta sáng sẵn rồi phải không? Đây. Rồi mình đậu xe lắp đường rồi. Rồi. Đó. Đi các bạn quá ơi, đẹp. Mình đi tới chỗ của ai mà đẹp gái quá vậy? Con bà Tám công thơ. Quá đẹp. Sao rồi, hai người khỏe không? Khỏe chị. Ủa mà có mồng chị hả?
Ờ, một mình vậy hả? Sao nó nhiều người mà? Không có ai đâu. Rồi nó cụ ba người hả? Đâu, ừ, lát nữa bạn tới. À, người là bạn người tới nữa. Lát nữa có 4 người tới nữa. Cái bàn mình thì không có đủ 10 người nhưng mà có 6 người được rồi. Ý 7 người được rồi, đủ rồi ha. Ăn không hết đem về. 7 người ăn hôm cho nay nhiều quên, chút. Hồi nãy nói cho giới thiệu là ý mình nhìn như mình vòng lại Hiếu. Đi đường này ra đường cũng này được ra mà. Đường này ra cũng được. Dạ, à, chứ em mở trong đây mà. Vậy hả? Thấy không? Xạo. Đây nè ông. Ông đây trời ơi vui dạ trời vui karaoke tiệc tùng quá vui quá chừng ấy không phải đi thẳng luôn qua phải nha ở trong này lâu quá quên đường luôn xạo vậy sợ hôm nay đi tiệc của từ thiện An ủng hộ một bàn VIP xong rồi rồi bây giờ mình đi tới đó đi rồi có gì vui vui thì mình quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình tắt đi mình xịt beo. Đây đã tới tiệc rồi, một cái tiệc rất là đông. Tiệc ơi đông ơi là đông. Ai số cô? Tiệc quá trời đông luôn. Đông dễ sợ luôn mà các bạn. Được sự cố vấn của luật sư Nguyễn Thành Dũng về pháp lý. Đây là Diễm, đây là Diễm, bạn của bà Tám. Đó là bạn của Diễm. Đây là ca sĩ. Ca sĩ. Và đặc biệt, đây là trẻ em bị mắc bệnh thần kinh. Đây là Yến Châu. Trẻ em bị Mỹ, được chính thức thành lập vào tháng Giêng năm 2020. Dù đi xô gì mà nó đông, ơi là đông luôn à các bạn à. Trước tình cảnh hàng triệu người. Đông đẹp luôn, để Tám quay cho các bạn xem. Vì dịch bệnh. Hàng trăm ngàn người bị nhiễm bệnh, hàng trăm ngàn người lo lắng, không chịu bỏ hẹn hay chờ đợi, hàng trăm ngàn người không đủ ăn, tâm hồn cũ thở qua, hàng ngày thiếu tiếng, cùng ngồi trái tim bị bể, hiếu hiếu em an, hiếu hiếu em an đẹp quá trời luôn, về Sài Gòn và các tỉnh lân cận, nơi ủa, có bà nội nữa kìa. Có bà nội với chị Mỹ Vân nữa kìa. Đó, bà nội tiền nào cũng có mặt nha, bà nói. Nơi. Dạ. Mọi người ở đâu? À, bà nội ngồi bàn kia. Bên này có bà ngoại. Bà ngoại của chị Ti ngồi ở đây nè. Đó, bà ngoại kìa, bà ngoại. Sài Gòn thân thương đang có nhiều người. Hôm nay là đi chơi. Hát là biểu, đi chơi là chính. Cho nên là ăn là chính. Nhưng mà bây giờ cũng chưa được ăn nữa. Châu nè. Hôm nay rủ Châu đi chơi là chúng tôi là chính nha. Bây giờ là mấy giờ? 7:40 rồi. Chắc là có thể là người ta chuẩn bị người ta cho ăn rồi đó. Phương tiện này quá trời đông luôn các bạn. Đây, đồ ăn đã ra, xin
xin mời mọi người dẹp cái này đi. Phải chỗ này chỗ đó. Rồi xin mời mọi người ăn đồ ăn món đầu tiên nha. Đây món thứ ba, món hồi nãy là gỏi, món gà, gà bên kia, món này là lobster chủ bò cái camera luôn. Người ta mời tới ăn chứ không có lộn, người ta mời tới ăn chứ phải mời tới ăn nha. Khách quen rồi bên kia nè các bạn, khách quen. Tới nơi cái nhạc nhúng tùm lum tùm la làm sao quay, cái lại đợi ăn ăn xong rồi cái đợi không có được hát nữa, chưa có được hát nữa, quá trời trễ luôn. Mà biết chương trình đó là mở màn cũng không có trễ lắm, nhưng mà tại vì khúc đầu mời người này lên người kia lên nói chuyện rồi nói về cái chương trình từ thiện này kia rồi xong rồi lúc mấy cái tiết mục đầu là tiết mục cây nhà lá vườn hay sao á, tiết mục của những chắc là những cái mạnh thường quân mà người ta giống như người ta ủng hộ á, xong người ta muốn đóng góp cái tiết mục của người ta trong cái chương trình đó, cho nên là cái chương trình này nó lúc đầu nó hơi dài, thì là dài. Tôi á, trùng mà chương trình đóng mới là đông luôn, nghe nói là 7-80 bàn. Bảy tám chục bàn á, mà cái nhà hàng nó ừ thế mà mà lúc mà tám vô á là cái bàn ông Đức Tiến ông nói là tám ngồi bằng 63, mà cuối cùng cái người ta vô người ta ngồi hết luôn, người ta ngồi hết luôn không còn chỗ luôn, xong rồi đứng chờ lâu lắm, phải đứng chờ. Mà dầm cái chương trình đó là tám an ủng hộ một cái bàn 1,000, nhưng mà lúc đó Đức Tiến nói là bàn 1,000 hết rồi, cho nên thôi lấy cái bàn 700 đi. Cái xong cái mới đầu là 8, không, mới đầu là 8 ủng hộ một cái bàn 500. Cái xong cái An mới nói là thôi để lấy cái bàn 1,000 đi cho nó giống như là gần á, ngồi gần. Cái xong cái Tám mới gọi ông Đức Tiến cấp đổi lại bàn 1,000 thì hết. Hết xong cái mới lấy cái bàn 700. Mà thật sự Tám đi không có đủ. Tám tính rủ A Muối nè, chị Khanh nè, bé Ly nè, Linh Trần nè, rồi An nè, Hiếu nè, rồi Yến Châu nè, là đủ đúng không nè. An, Hiếu, Tám, Yến Châu, chị Khanh, Linh Trần, A Muối, bé Ly là 8 người rồi, với hai người bạn của Tám nữa là Diễm á, là 10 đủ. Cuối cùng cái chị Khanh đi không được, A Muối ok, xong A Muối cũng đi không được, mà Linh thì không về được, về không kịp á, Linh về không kịp, bé Ly thì đi Las Vegas về cũng không kịp luôn. Cuối cùng có bàn đi có 6 người hả, cái Tâm nó không sao đâu, vô thì 6 người vô ngồi một cái bàn của mình, miễn là mình trả tiền đủ là được rồi, mình ủng hộ mà đó, rồi mình kệ mình ngồi một cái bàn 6 người cũng không sao. Rồi vậy là đông khách quá ha. Đông lắm. Bữa nay bà tổ chức vậy đi rồi nè. Thôi trời, người ta tổ chức cái chương trình đó mấy tháng trời chứ bộ. Còn người ta làm là thường thường bên này người ta làm là vậy á, trước ít nhất là 1.5-2 tháng để người ta có thời gian, người ta mời rồi người ta quảng cáo, người ta giới thiệu này kia chứ. Phải lâu lắm, biết sao phải đặt nhà hàng nữa chứ bộ, đâu phải chỗ trống đâu. Giống như đám cưới á, bà phải mướn, bà phải đặt trước 1 năm luôn á. Còn ai làm chủ nhật thì nhiều khi nhà hàng nó trống, còn thứ bảy là hay bị đông. Nếu mà thời buổi mà bình thường á, còn dịch á thì nó ít hơn. Thì bởi vì người ta đông là vậy đó. Đông quá trời đông. Bà đi hát mà vui ha. Hát có 1 bài. Như bà hát có nửa bài chứ không phải 1 bài. Bài song ca. Tại lúc đó trễ quá rồi. An nó đợi tôi đâu có nổi đâu, đi về luôn. An với Hiếu đi về luôn. Mà mấy bạn bà cũng ngồi coi đợi bà hát rồi mới về. Cái bà lên hát được có nửa bài cũng thỏa mãn dục vọng đê hèn. Yêu ghê luôn. Bữa đó lúc tôi livestream tôi nói, ôi trốn về, trốn về.
lúc đó về chắc cũng không muốn sao đâu, tại vì lúc đó khán giả người ta cũng về hết rồi, đúng không? Với lại ca sĩ lúc đó cũng còn mấy người luôn, cho nên mình xác định là bữa đó mình đi là mình ủng hộ chương trình thôi. Bây giờ mình không hát cũng không có sao, không hát cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà cũng hên là bé Ly nó rước tôi, cho nên tôi mới ở lại. Cái An với lại Hiếu là về để ngày mai còn đi làm sớm nữa. Giờ mình đi về, mình cất đồ hết, mình cất đồ vô trong nhà hết. Bây giờ mình về cái lại hứa hẹn nữa, thấy không? Vậy thôi bà đừng có đi mua rầm luôn đấy, rồi đi về luôn. Đi ngõ này nó nhanh hơn đường kia đông lắm, đi đường vắng. Trời ơi khổ ghê á. Yên tâm đi, mua rầm nữa. Liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.